Tạng chuyển phát sáng nghi, dẫn nhập. Đức Phật thường dạy, phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lội trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi. Chúng ta sinh ra là người hiện hữu ở cõi thế gian này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ ra, không ai có thể hoàn thiện, trọn vẹn trong cuộc sống mà không mắc phải lỗi lầm bởi ba nghiệp gây nên. Tuy nhiên, Đức Phật cũng dạy, có hai hạng người cao quý nhất ở đời, một là chưa từng phạm tội lỗi, hai là người đã phạm tội lỗi nhưng biết ăn năn sám hối, không tái phạm nữa. Trong kinh nói rằng, người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng sáng, ra khỏi mê mù. Pháp sám hối có rất nhiều loại, trong đó có pháp sám hối hồng danh năm ba vị Phật này, được coi là một phương pháp thần diệu giúp tiêu trừ tội nghiệp, tiêu trừ nghiệp chướng mạnh mẽ, là thần đơn cứu mạng chúng sanh trong thời mạt pháp, sám hối chiêm sát, được đích thân Địa Tạng Bồ Tát truyền dạy. Phần nghi thức lễ này do Đại sư Ngũ Ích, tổ thứ 9 Tịnh Độ Tông, được gọi là Cổ Phật Tái Nai, biên soạn dựa theo kinh chiêm sát thiện ác nghiệp báo, và chính Đại sư Ngũ Ích cũng tu pháp sám này suốt 13 năm. Trong kinh chiêm sát thiện ác nghiệp báo, Địa Tạng Bồ Tát dạy, thời mạt pháp, chúng sanh nghiệp nặng, căn cơ hạ liệt, chẳng thể tu ngay vào định huệ, trước phải lên tinh tấn sám hối để được thanh tịnh, sau đó tu tập sẽ chẳng khó khăn gì. Hòa thượng Tịnh Không, thượng thủ của định Tịnh Độ Tông thế giới, cũng có lời khai thị rằng, nhập môn bắt đầu hạ thủ từ đâu? Từ lễ sám diệt tội. Lễ sám là phương pháp diệt tội rất hay. Ngày nay chúng ta có môi trường tốt như thế này, vì sao sự tu học không tiến bộ? Nguyên nhân ở chỗ mọi người không nghiêm chỉnh lễ sám diệt tội. Nếu như bắt đầu hạ thủ công phu từ chỗ này thì tình hình sẽ khác rồi. Trích Tịnh Độ Hai Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 35 giảng ngày 13 tháng 5 2010. Qua những lời khai thị này, có thể thấy sám hối là phương pháp tu căn bản và vô cùng cấp thiết. Nếu lơ là phần nền tảng này thì bất luận tu học thế nào cũng khó đạt được thành tựu. Sám hối hồng danh có công đức và năng lực diệt tội bất khả tư nghì. Trong kinh Quán Dược Vương, Dược Thượng Nhị Bồ Tát, sau khi Dược Thượng Bồ Tát tuyên nói năm ba danh hiệu Đức Phật quá khứ, liền nghe thấy Đức Phật Tỳ Bà Thi khen ngợi rằng, nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, với tất cả chúng sanh khác, được nghe tên của năm ba Đức Phật đó, thì người ấy, ở trong 5.000 vạn ức A Tăng kỳ kiếp, chẳng bị đọa vào lẻo ác. Nếu lại có người hay xưng tên của năm ba vị Phật đó, thì đời đời sinh ra thường được gặp thẳng chư Phật mười phương. Nếu lại có người hay trí tâm lễ kính năm ba Đức Phật, sẽ trừ diệt tội bốn trọng, lâm nghịch với chê bai, phương đẳng thảy đều trong sạch, do bản thể nguyện của chư Phật đó, cho nên ở trong mỗi một niệm liền được trừ diệt các tội như trên. Thi khí Như Lai, Tỳ Xá Phù Như Lai, Câu Lưu Tôn Như Lai, Câu La Hàm Mâu Ni Như Lai, Ca Diếp Như Lai, cũng khen ngợi tên của năm ba Đức Phật đó, cũng lại khen ngợi kẻ trai lành, người nữ thiện, hay nghe tên của năm ba Đức Phật đó, người hay xưng tên, người hay lễ kính, trừ diệt tội chướng như trên đã nói. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo đại chúng rằng, xưa kia khi ta chưa từng ở vô số kiếp, ở trong thời mạt pháp của Đức Phật Diệu Quang xuất gia học đạo, nghe tên của năm ba Đức Phật đó, nghe xong chắp tay, tâm sinh vui vẻ, lời dạy người khác khiến được nghe giữ. Người khác nghe xong, chuyển truyền đem dạy bảo cho đến 3.000 người. 3.000 người đó khắc miệng đồng âm chân tên của chư Phật, một lòng kính lễ, do sức công đức nhân duyên kính lễ chư Phật đó, cho nên liền được vượt qua tội của vô số ức kiếp sinh tử. Mười phương chư Phật hàng thiện Đức Như Lai đời hiện tại cũng từng được nghe tên của năm ba Đức Phật đó, cho nên ở mười phương thể đều thành Phật. Trích kinh Quán Dược Vương, Dược Thượng Nhị Bồ Tát. Trong phần khuyến tu, Đại sư Ngũ Ích đã liệt kê 12 loại người phải lên hành trì pháp sám hối chiêm sát này như sau. Nếu đệ tử Phật muốn tu pháp chánh xuất thế, muốn hiện tại không có các chứng duyên, muốn trừ diệt nghiệp nặng ngũ nghịch tập ác vô gián, muốn cầu các vật cần dùng đều được sung túc, muốn khiến cho vạn lạn nặng, vạn nhẹ đều được tiêu diệt,
muốn đắc luật nghi ưu bà tắc, sa di, tỳ kheo thanh tịnh, muốn đắc Bồ Tát tam tụng, định giới, muốn chứng các thiền tam muội, muốn đạt vô thượng trí huệ, muốn cầu chứng được quả vị tam thừa. Vâng, ngay trong hiện đời, muốn tùy ý vãng sanh, các Phật tịnh độ, muốn ngộ vô sanh pháp nhẫn, viên mãn chứng nhập cảnh giới thất nhất thật, thì đều phải lên thọ trì pháp sám hối này. Vì sao vậy? Đây là lòng từ phi thường của các của Đức Thích Ca Như Lai, là vi nguyện xứng cơ của Địa Tạng Bồ Tát, không khổ nào chẳng cứu, không vui nào chẳng ban, nương theo đây tu hành tịnh tín kiên cố, như kinh đã giảng rộng hãy lên tin chắc. Chúng ta nên biết Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát vĩ đại, công đức và địa vị của Ngài vô cùng đặc biệt, khác hẳn với những vị Bồ Tát khác. Trong kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, Địa Tạng Bồ Tát được miêu tả có thân tướng đoan nghiêm, uy đức thù thắng, chỉ trừ Đức Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Bản thệ và nguyện lực xưa của Ngài là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sanh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ các thứ chướng ngại cho chúng sanh, khiến hiện đời được sự an ổn. Đức Phật còn so sánh rằng, giả như trong kiếp quy y, xưng niệm, lễ cúng, lời các vị đại Bồ Tát như diệu khắc tường, quán tự tại phổ hiền như số cát, sông căng già để cầu các giả nguyện, vẫn chẳng bằng chỉ trong khoảng bữa ăn mà quy y xưng niệm, lễ cúng Địa Tạng Bồ Tát, vì Ngài từ lâu đã tu tập kiên cố, đại nguyện, đại từ, dũng mãnh, tinh tấn vượt hơn các Bồ Tát vậy. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca nói, mười phương chư Phật, tất cả phàm thánh đều tham dự pháp hội đều là do Địa Tạng Bồ Tát đã độ, đường độ và giác độ. Hay nói cách khác, Địa Tạng Bồ Tát là thầy của hết tà, của hết thầy chư Phật. Kinh Địa Tạng nói rõ, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài không giao trọng trách giáo hóa cứu độ chúng sanh cho bất cứ vị Bồ Tát nào, mà chỉ giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát. Vì vậy, Địa Tạng Bồ Tát chính là truyền nhân sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ. Khoảng thời gian này không có Phật xuất thế, Địa Tạng Bồ Tát thay mặt cho Đức Phật cứu độ chúng sanh, uy lực bản nguyện, lòng từ bi và trí tuệ phi thường của Địa Tạng Bồ Tát há có thể nghi bàn nổi. Chúng sanh vô biên, nhưng chỉ những chúng sanh nào có nhân duyên thâm sâu với Địa Tạng Bồ Tát, đã từng tu vô lượng căn lành trong đời quá khứ, ngày nay mới có thể gặp được pháp môn sám hối thần diệu này. Tu theo pháp sám chiêm sát, hành giả không chỉ được bản thệ nguyện của Lâm Ba Nước Phật Nhiếp Thọ, mà còn nhận được sự gia hộ che chở từ y thần của Địa Tạng Từ Tôn. Trong kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, Đức Phật dạy mỗi người phải nên thọ trì pháp môn này. Pháp môn như thế này rất là khó gặp, hay làm lợi ích rất lớn. Nếu như người nào được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát và tin những lời Ngài nói, nên biết người ấy có thể nhanh chóng hiểu được tất cả mọi sự chướng ngại, mau đến vô thượng Bồ Đề. Vì vậy chẳng nên khởi tâm nghi ngờ, chỉ nên theo đúng pháp mà trí thành tha thiết sám hối, nhất định mọi chướng ngại sẽ được diệt trừ, đường Bồ Đề sẽ ngày càng hanh thông thuận lợi. Cúng hương, cúng nước, dâng hương. Chuyên giữ nhất tâm, niệm những gì trong pháp tu, không được để sát na nào niệm việc đạp thế gian, phải nghĩ sanh tử, đại sự vô thường đến nhanh, phải kiên tinh nỗ lực thì mới vượt qua được. Nếu có chút trái với tịnh pháp, ắt uổng phí công sức, không thể không dè chừng. Tiền niệm trong tâm, tất cả tam bảo tràn đầy khắp nơi, không đâu chẳng có, chúng sanh mê hoặc liên tục không ngừng, thật đáng thương xót. Con vì chúng sanh phá mê quy ngộ, lễ kính tam bảo, nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo. Nghiên trí hương hoa cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp thập phương, cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư hiền thánh vô biên trong cõi Phật,
thọ dụng làm Phật sự, tất cả Phật pháp tăng bảo, thể thường biên mãn, không đâu chẳng có. Nguyện xin lấy hương hoa này cùng với pháp thánh, sống khắp tất cả cõi nước chư Phật để làm Phật sự. Tất cả dụng cụ cúng dường ở thập phương không lúc nào mà chẳng có. Nay con xin đem tất cả các thứ hương hoa, an lạc, tràng phan, bào cái, các trang sức quý báu, huy diệu, các thứ âm nhạc, ánh sáng, đèn nến, ẩm thực, y phục, ngoạ cụ, thuốc men, cho đến tận hết tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm thập phương có, hình dung nhớ tưởng, rộng cùng chúng sanh, phụng hiến cúng dường. Trong tất cả thế giới, có người tu cúng dường, nay con xin tùy hỷ. Nếu người chưa tu cúng dường, nguyện xin được khai đạo, khiến họ tu cúng dường. Nay nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả các cõi nước, ở mỗi nơi có Phật, Pháp, Tăng, để lấy tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm, cùng tất cả chúng sanh giữ gìn phụng hiến, cúng dường cho tất cả Pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả các Phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả Pháp tạng và lời thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chứng. Nguyện cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế rồi, dần dần được thành tựu lục ba la mật, tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp, vốn dĩ tịch tĩnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng, lìa liệm thanh tịnh, tốt giáo viên mãn. Cúng dường xong, tất cả cung kính khởi thỉnh Tam Bảo cho thiên. Tam Bảo đi không đâu chẳng có, nhưng chúng sanh mê hoặc lâu đời, bỏ giác theo trần, ngăn trở niệm từ bi, này đã phá mê quy ngụ, phải nhớ niệm Tam Bảo. Đầy khắp hư không, tùy vật hiện hình như trăng trong nước. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi. Đẳng quá khứ thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi đẳng quá khứ thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi đẳng quá khứ thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phật Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân, Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân, Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân, Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiếm Soát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiếm Soát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiếm Soát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng.
Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Hiền Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Biến Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lang Nội Hộ Pháp Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh là Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lang Nội Hộ Pháp Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lang Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật, Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, hà tầm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thổ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, hà tầm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thổ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, hà tầm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thổ chúng con, khiến thành tịnh tín. Chiếm sát thiện ác nghiệp báo, tùng kinh, thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chiếm sát thiện ác nghiệp báo tùng kinh, thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chiếm sát thiện ác nghiệp báo tùng kinh, thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Biên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, thập phương tất cả hiền thánh, không xả đại từ, lai lâm pháp tọa, thường xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. Biên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, thập phương tất cả hiền thánh, không xả đại từ, lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biến Kiết Bồ Tát, cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, thập phương tất cả hiền thánh, không xả đại từ, lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi,
Bậc nhanh chóng diệt trừ chờ các chướng tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi không trái bổn thể, phóng đại quang minh, viên mãn sở nguyện của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi không trái bổn thể, phóng đại quang minh, viên mãn sở nguyện của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi không trái bổn thể, phóng đại quang minh, viên mãn sở nguyện của con. Hộ pháp thiền năng, già lam chân tể, tùy con thỉnh đến, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thì hiện kiếp tường, khiến sở tư của con tự tại thành tựu. Hộ pháp thiên long, già lam chân tể, tùy con thỉnh đến, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp thiên long, già lam chân tể, tùy con thỉnh đến, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Lễ tán tam bảo. Con nghe trong biển chánh biến chi, đức chân thật vô biên, độ thoát khắp hữu tình, tâm hoan hỷ kính nể, từng tu vô lượng phước, nay được lễ túc tôn, nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu đa cúng dường. Nhất tâm kính nể, quá khứ tỳ là thi Phật. Nhất tâm kính nể, thi khí Phật. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Tỳ xá phù Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Câu Lưu Tôn, Nam mô Câu Lưu Tôn Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Câu La Hàm Mâu Ni Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Ca Diếp Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Phổ Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Phổ Minh Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Phổ Tịnh Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Đa Ma La Bàn Chiên Đàn Hương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Chiên Đàn Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Ma Ni Chàng Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Như Lai. Nhất
Nhất tâm kính đế là mô nhất thiết thế gian, nhạo kiến thượng đài tịnh tấn như lai. Nhất tâm kính đế là mô ma ni tràm đăng quang như lai. Nhất tâm kính đế nam mô vệ cự chiếu như lai. Nhất tâm kính đế nam mô hải đức quang minh như lai. Nhất tâm kính lễ là mô kim cang lao cường phổ tâm hộ tán kim quang như lai. Nhất tâm kính lễ là mô đại cường tinh tấn dũng mãnh như lai. Nhất tâm kính đế là mô đại bi quang như lai. Nhất tâm kính đế là mô từ lực vương như lai. Nhất tâm kính đế là mô từ tạng như lai. Nhất tâm kính đế là mô chiên đàng hốt trang nghiêm thắng như lai. Nhất tâm kính đế là mô hiền thiện thủ như lai. Nhất tâm kính đế là mô thiện ý như lai. Nhất tâm kính đế là mô quảng trang nghiêm vương như lai. Nhất tâm kính đế là mô kim hoa quang như lai. Nhất tâm kính đế là mô bảo khóa bảo cái chiếu không tự tại lực vương như lai. Nhất tâm kính đế là mô hư không tạng bảo hoa quang như lai. Nhất tâm kính đế là mô lưu ly trang nghiêm vương như lai. Nhất tâm kính đế là mô phổ hiệu phổ hiện sắc thân quang như lai. Nhất tâm kính đế là mô bất động trí quang như lai.
nhất tâm tín lễ, Nam mô hàng phục chúng ma vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Tài Quang Minh Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Trí Huệ Thắng Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Di Đà Tiên Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Tâm Diệu Tôn Chí Vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Thế Tịnh Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Long Chúng Thượng Tôn Vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Vệ Tràng Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Sư Tử Hống Tự Tài Lực Vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Diệu Âm Thắng Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Quan Thế Đăng Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Pháp Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Tô Di Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Tu Ma La Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Đại Huệ Lực Vương Như Lai.
Nhất tâm kính lễ, a xúc tỳ hoan hỷ quang vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, vô lượng âm thanh vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Tài Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Kim Hải Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Đại Thông Quang Vương Quang Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Như Lai. Nhất tâm kính lễ, Đơn Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Đông Nam Phương Nhất Thiết sở hữu Phật Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Lam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Tây Lam Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Tây Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ, Nam mô Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ,
Nam mô thượng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ, Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm kính lễ, Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ, Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ, Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ, Nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ, Nam mô chư Phật thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm kính lễ, Nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm kính lễ, Nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm kính lễ, Nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm kính lễ, Nam mô kiên tịnh tín Bồ Tát Na Ha Tát. Nhất tâm kính lễ biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Na Ha Tát. Nhất tâm kính lễ Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Na Ha Tát. Nhất tâm kính lễ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát Na Ha Tát. Nhất tâm kính lễ Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Na Ha Tát. Còn đệ tử Đỗ Thị Xuân, pháp danh là Diệu Xuân, nhất tâm ngưỡng cáo Địa Tạng Từ Tôn thập phương tam bảo. Đệ tử quá khứ từng phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nói lỗi tứ chúng, khen mình chê người, tu phiệt ganh ghét, giận hờn, tà kiến, hủy báng tam bảo, các loại tội ác. Nay còn chí tâm sám hối, thành khẩn quay đầu, mong được thực trừ tội lỗi. Còn cùng chúng sanh từ vô thủy thường bị tội nặng của tam nghiệp lục căn làm chướng ngại nên không thấy chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, chỉ thuận sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Con nay dù biết nhưng vì con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, nay được trước Bồ Tát Địa Tạng thập phương chư Phật rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối, xin nguyện gia hộ khiến tội chướng tiêu diệt. Dạ vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quỳ mạng sám hối.
con và chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái chấp kiến chấp, một trong thì suy tính ngã nhân, hai ngoài lại thêm bạn xấu, ba không tùy hỷ người khác dù chút thiện nhỏ, bốn khắp nơi chỉ tam nghiệp rộng tạo nhiều tội lỗi, năm việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, sáu ngày đêm tương tục không hề gián đoạn, bảy che giấu lỗi lầm không muốn người biết, tám không sợ quả báo trong ác đạo, chín chẳng có chút hổ thẹn, mười không đoái hoài nhân quả. Cho nên ngày nay, một tin sâu nhân quả, hai sanh trọng hổ thẹn, ba sanh tâm khiếp sợ ác đạo, bốn phát lộ sám hối, năm đoạn tâm tương tục, sáu phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện, bảy hết lòng sách tấn tam nghiệp sửa đổi tội nặng trước đây, tám tùy hỷ phàm thánh dù chút thiện nhỏ, chín niệm thập phương Phật có đại phước huệ có thể cứu vạt cho con cùng các chúng sanh đều từ trong hai biển khổ sanh tử đến được bờ của tam đức. Mười từ vô thủy đến nay không biết các pháp bồn tánh không tịch nên rộng tạo nhiều tội ác, nay biết không tịch vì cầu bồ đề vì chúng sanh mà rộng tu các điều thiện và khắp cả điều ác, di nguyện tất cả tam bảo địa tạng bồ tát từ bi nhất thọ nghe con sám hối. Con đệ tử Đỗ Thị Xuân, pháp danh là Diệu Xuân, chí tâm sám hối. Con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh, nhất thật cảnh giới, đồng thể chư Phật, nhưng do vô minh si ám, huân tập nhân duyên, nên hiện cảnh giới hư vọng, khiến sanh niệm chấp trước, suy tính cái ta, của ta, quên các ác pháp, tam nghiệp lục căn, rộng tạo các tội, thập ác ngũ nghịch, trọng loạn khinh già, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, khiến chìm đắm trong biển khổ dài lâu, mãi không có ngày ra. Và như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tịnh tín không thành, nay gặp địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khéo nói lời an ủi, mở đám mây che mây đen mê hoặc trong con, hồ rửa âu lo tẩy sạch tâm con, cầu xin thương xót ăn năn nỗi lầm, nguyện duy nguyện thập phương chư đại từ tôn chứng chi hộ niệm, nay con sám hối không tạo lại nữa. Nguyện con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng diệt trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy báng tam bảo, tội nhất triền đề, tội tánh như vậy vốn là vắng nặng, chỉ cần từ nơi tâm hư vọng điên đảo mà hồi đầu, tội tánh vốn không có định thật nên có thể trừ diệt được. Nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt bồ tâm vĩnh viễn diệt trừ tội căn. Sám hối xong quy mạng lễ tam bảo. Phát khuyến thỉnh nguyện. Con đệ tử Đỗ Thị Xuân, pháp danh Diệu Xuân, chí tâm khuyến thỉnh nguyện cho tất cả Bồ Tát trong thập phương, nếu chưa thành bậc chánh giác, nguyện nhanh chóng thành chánh giác, nếu đã thành bậc chánh giác, nguyện thường trụ tại thế, chuyên cần, chuyển chánh pháp luân, không nhập niết bàn. Khuyến thỉnh xong, quy mạng lễ tam bảo. Phát tùy hỷ nguyện. Con đệ tử Đỗ Thị Xuân, pháp danh Diệu Xuân, chí tâm tùy hỷ, nguyện con cùng tất cả chúng sanh tốt giáo vĩnh viễn, xả bỏ tâm đố kỵ, ở trong ba đời tất cả cõi nước có sự tu học, tất cả công đức cho đến những sự thành tựu, hết thảy con đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong, quy mạng lễ tam bảo. Phát hồi hướng nguyện. Đệ tử con Đỗ Thị Xuân, pháp danh Diệu Xuân, chí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lễ cho tất cả chúng sanh, cùng hướng đến Phật chí, đến thành Niết Bàn. Hồi hướng xong, quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện thêm và đoan tọa tịnh thất xưng niệm danh hiệu. Đệ tử con Đỗ Thị Xuân, pháp danh Diệu Xuân, chí tâm phát nguyện, nguyện thập phương tam bảo địa tạng từ tôn thương xót hộ trì cứu bạn chủng tế
khiến cho quốc độ này tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, hết thảy đều xanh tịnh tín, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà chi tà kiến, còn cùng chúng sanh nhanh chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ lão, cuộc sống sung túc, tạm tụ giới căn, rốt ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, không gì mà chẳng viên thành. Liễu ngộ tự tâm, nhất thật cảnh giới, xả thân khỏi thế. Giới này sanh ở trước Phật, viện phục Di Đà, thân cận chư Phật, nhờ ơn đích thân chư Phật thọ ký, trở lại trần lao khô độ quần mê, đồng quy bí tạng, phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo. Tần tử quy y, tứ quy y Phật, đương nguyện chư sanh thời dài đại đạo phát vô thượng tâm. Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Họ làm thánh chúng. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.